Ngày 2 tháng 8, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ nghi phạm Lê Đăng Tuấn, 50 tuổi, ngụ huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, chiều ngày 1 tháng 8, anh Trần Văn C, 31 tuổi cùng Tuấn đến nhà một người quen ở phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa để chơi. Tại đây, do mâu thuẫn nên Tuấn đã dùng dao chém nhiều nhát vào anh C khiến anh này tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Tuấn đã bỏ vào đồi trồng cây cách hiện trường 500m để trốn. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, truy bắt Tuấn. Theo hình ảnh người dân ghi lại được, người dân cầm gậy bao vây, còn lực lượng công an mặc thường phục mang theo súng từ từ áp sát nghi phạm. Sau khi công an bắn chỉ thiên cảnh cáo, nghi phạm đã vứt hung khí và giơ tay đầu hàng.